Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Ăn đi Cưng, ăn đi, ăn tự nhiên đi Cưng. Dạ. Nè Pha, Pha ăn nhiều vô nha. Ông bà mình nói miếng ăn là miếng nhục, nhưng mà nhục để lấy được vợ thì nhục như cá nục em cũng ăn. Trời ơi, bởi vậy ông bà ta nói sao, dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Nó có câu thiệt rất là hay luôn á. Đàn ông ta nói dẻo miệng nói thì nói là để cho phụ nữ người ta tin liền à. Sợ lắm. Dạ không có rồi chị ơi, chị nói vậy tội nghiệp cho đàn ông tụi em quá. Tại vì nhiều khi lời nói là gói vàng mà. Nếu mình nói là mình phải làm được, vậy mình phải chắc cú cái lời mình nói, chứ mình im im hoài không ai biết mình nghĩ gì, đúng không? Ta hay quá hờ, ta nói hay quá hờ. Nhưng mà nói gì nói, ăn nhiều vô. Đàn ông chỉ có giỏi chăn rau thôi, mà khi được rau rồi về để cho héo rẹo. Đâu có, chị nói vậy là bậy rồi. Em nè, em không có chăn rau, em chỉ biết chăm sóc rau thôi. Mà rau có tươi hay không á là do mình chăm sóc. Em để em chăm sóc hoài, em không hái thì sao làm sao mà héo được, đúng không Hương? Trời ơi, Pha nói vậy là Pha chăm rau á chắc là giỏi lắm đúng không? Trước giờ Pha có trồng rau gì chưa? Khoa không có trồng rau, mà Khoa trồng nguyên cây si trước cửa nhà Hương kìa. Cho dù mưa bão cỡ nào hả thì cây si cũng không bao giờ ngã. Ghê quá à. Em nha, ăn cá đi nha. À, thôi chị không ăn nữa nha. Chị lên lầu. Lấy vợ thì chọn tâm, lấy chồng thì chọn giống. Nhưng mà không phải giống tốt là được đâu. Phải có sự nghiệp, nhà lầu xe hơi. Mà quan trọng là phải biết lo cho vợ con. Hường ơi, chị thương em lắm. Chị muốn em có một tấm chồng tốt. Cho nên chị quyết định chị phải kiểm. Nè. Dạ. Nghe hỏi nè. Sắp sửa đó là rước con Hường về ở chung. Rồi có nhà cửa gì không? Nha, đừng có nói với tôi là ở nhà thuê nhà mướn nha. Tôi không có đồng ý đâu à. Ngày xưa ông võ chồng tôi đó lấy tôi nè là nhà lầu. Công ăn việc làm đàng hoàng ổn định tôi mới cưới đó. Ấy, ta nói em đàn bà phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng phải không chị? Đúng rồi. Đàn ông mà giỏi giang giàu sang thì phụ nữ mình mới được nhờ phải không? Đúng rồi, chứ đâu phải để cái mác ở bên ngoài đẹp trai rồi muốn lấy người ta là lấy đâu. Dạ. À, em cũng xin thưa với chị là nhà thì em có được hai căn. Một căn á là từ đường ba má em để lại cho em. Còn một căn thì em mới mua đây à. Hai căn thì Thì đó nhà cỡ này không? Kích thước đồ lớn cỡ bằng nhà ông võ chồng tôi không? Dạ em không biết là nhà em bằng nhà này hay không. Mà nhà em là được 200m2. Với lại nó là 3 tầng lầu đúc á chị. Ui trời ơi, 200m2 sao ở hết được. Nói chung là có nhà là được rồi. Chứ đừng có mua đất mà xây nhà cực lắm. Dạ không, nhà em là mua đất rồi em tự xây lên. Chứ nhiều khi mình mua nguyên căn nè, nó đâu có giống với sở thích của mình. Rồi ba cái móng nền đồ này kia người ta làm đồ không có chất lượng. Nhưng mà tại vì thấy kiến trúc sư rồi đổ móng rồi làm lại cái nguyên cái căn nhà, trời ơi thôi đi cực lắm mà tốn tiền lắm. Đúng rồi, tốn lắm nội, mà kiến trúc sư mà ra mà người ta ra bản vẽ nha, trời ơi có tốn tiền không đó. Dạ không có, chị quên rồi hả, em là kiến trúc sư mà. Thì em thích cái nhà em ở cả đời thì em phải làm theo đúng sở thích của em. Em tự vẽ luôn, mình không có tốn tiền bản vẽ chị. Ở đâu ra nha, một căn sĩ tươi xanh mà lại có tài nữa, kiến trúc sư. Chứ sao trời đất ơi, lấy em tôi đâu phải là dạng dừa. Con vỏ không vậy? Alo mình. Bà hả? Cho tôi thêm tiền xài đi. Tiền gì mà tiền? Tháng này bên công ty gặp sự cố, hợp đồng nên lương bị trễ. Trời đất ơi, cái sao mà cứ hỏi tiền bạc hoài vậy trời?
Bà làm gì mà tiền lương của tôi lúc nào cũng giữ hết, giữ riết vậy, nhiều lúc tôi ra đường lỡ có chuyện gì mà hết tiền rồi sao? Không có tiền xài thì đi về đi tao đưa, chứ tự nhiên ở ngoài đường ngoài xá rồi đưa làm sao? Bà cứ giữ hoài để cho tôi ít tiền tôi xài và tiếc hay sao vậy? Tao đi về nhà đi, đứng ngoài đó mà nói tiền hoài. Alo, thiệt tình cha giỏ này nè, có bao nhiêu tiền là đưa cho vợ hết trơn rồi, tới nỗi mà không có một đồng bạc bỏ trong túi, đổ xăng cũng có phải gọi điện về vợ. Thiệt ổng làm tôi mất mặt quá. Mất mặt gì thì làm có tiền phải đưa cho vợ chứ đưa cho ai trời. Bà mắc cười quá. Dạ à, em sẽ bắt chước anh, sau này mà khi cưới Hường về á, em làm được bao nhiêu tiền em cũng đưa hết cho Hường luôn nha chị. Ôi trời ơi, thiệt không vậy? Xoé cả Diệp. chưa đủ đâu, nó phải là một thằng chồng ngon. Mà một thằng chồng ngon á, thì lúc mình xấu xí á, thì nó nhờ mình cũng giống như là bà tiên. Chị tính làm gì em? Ngày mai em sẽ giả bệnh. Ủa Khoa, ủa dạ. Cái chân em bị cái gì vậy? Dạ tại hồi nãy em nghe Hường sốt rồi em gấp với lại chị hối quá nên em chạy tới rồi em lỡ đụng xe. Trời đất ơi, mày chạy gì dữ vậy? Mà không sao đâu chị ơi, bác sĩ nói em chỉ bị gãy. Gãy gì? Gãy cái xương bàn chân thôi à. Trời, gãy xương bàn chân mà mày không nói không sao? Vậy sao mày không trông ở bệnh viện đi? Tại em nghe Hường sốt nè, giờ có gãy hai tay hai chân em cũng phải tới chứ. Hường sốt sao em ở bệnh viện được? Hường có sao không Hường? Ôi nó sốt dữ lắm luôn đó. Nghĩa là nó sẵn nó cứ kêu tên em không à. Trời ơi, Hương ơi Khoa. Hương có mệnh hệ gì nha Hương. Khoa à, nghe chị nói nè, Hương nó là em ruột của chị thương nó lắm. Cho nên là nó mà có chuyện gì á, chị đau lòng lắm. Mà nó mà không hạnh phúc á, là chị buồn ghê lắm luôn á. Cho nên á, lúc mà em nói em cưới Hương á, chị tưởng em nói giỡn, tưởng em gạt nó. Dạ không có đâu chị ơi, em không có dám gạt Hường đâu. Bây giờ mà Hường có mệnh hệ gì á, em sợ em sống cũng không nổi nữa. Hường ơi, chị yên tâm đi chị, em không có dám gạt Hường đâu, em cũng không dám gạt chị đâu. Rồi chị hiểu rồi, bây giờ chị hiểu em nhiều rồi đó. Cứ đi, hai đứa cứ quen đi, coi như là tới luôn đi đó. Chị cho phép tụi em thương nhau hả chị? Thương đi cưng, lo cho em chị nha. Dạ em cảm ơn chị, em cảm ơn chị hai. Chị có một đứa em gái đó, nó mà có chuyện gì á, tới đâu chị cũng tới à nha. Em không có dám gạt Hường, em cũng không dám gạt chị đâu chị hai. Chị hiểu rồi. Chết rồi, bây giờ Hường nóng quá rồi. Hường, để anh vô anh lấy thao nước. Nó ngồi đi, chị hai lấy, chị hai lo cho. Cứ ngồi đó nha. Bây giờ muốn ăn uống gì chị hai nấu luôn. Cứ ngồi yên đây, chị hai lo hết nha. Tụi cưng cứ ngồi đó, chị lo. Em nói anh nghe, chị hai em á sẽ thử thách anh những điều như vậy, anh phải cố gắng vượt qua thì tụi mình mới đến được với nhau, phải không? Trời ơi, anh nói với em rồi, mấy cái này á đối với anh là chuyện nhỏ hết á. Em biết mà, đối với pha của em á, cái gì cũng là chuyện nhỏ hết á. Đúng rồi, nhưng mà có một cái là chuyện lớn nè. Chuyện gì vậy ta? Cái vụ té xe đó, em tính sao? Cái vụ té xe hả? Ừ. Em thấy vậy nè, mình đã chơi rồi, chơi tới luôn. Ừ. Anh té thiệt luôn đi. Anh không ngờ em lầy vậy luôn á. Sao? Té thiệt sao mà được? Té thiệt cường sao của người ta ăn gì? Người ta thọt cái thọt cường sao cưới em? Ờ ha. Thôi, mình té sơ sơ cũng được. Ừ. Bây giờ quyết định vậy nha, quyết định té sơ sơ nha. Rồi. Thang, lỡ kéo chú rồi, không được bàn cái. Ghê lắm nha. Hãy